Dưới thông điệp một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, vừa qua Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường Ba Láng kết hợp với Ban chỉ huy quân sự quận Cái Răng tổ chức ngày hội hiến máu sắc đỏ Tây Đô hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ lần thứ 10 năm 2022. 100 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên, sinh viên và người dân trên địa bàn quận và phường Ba Láng đã đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả qua khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức trên địa bàn quận và người dân tại phường Ba Láng đã hiến tặng 75 đơn vị máu, nâng tổng số đơn vị máu tình nguyện được quận Cái Răng vận động hiến tặng từ đầu năm đến nay lên 810 trên 1.616 đơn vị, đạt 50,12% chỉ tiêu của cả năm 2022.